giờ chiều vợ đậu ra diệt mấy con giặt nữa nha các bạn, giặt mông cổ. Hello, vợ đậu xin chào cả nhà. Bây giờ chiều rồi cả nhà, bởi vậy mình tranh thủ mình ra ngoài vườn mình coi coi hả, là tại vì cái đám cải thìa này nè cả nhà, mình trồng á, mình thì mình chưa có bảo vệ bằng cái cải thảo, nhưng mà mình có nghe cái chị bạn chị cũng làm YouTube á, rồi chị khuyên mình á là nên bỏ mấy cái vỏ trứng vòng vòng khung vô quanh xung quanh cái mấy cái cây cải á cả nhà, để cho mình rồi nó đỡ mấy con tiêu với bà chằn vô ăn á. Hèn chi. Em bỏ này hồi nào vậy? Em mới bỏ hồi nãy. Tại vì hồi sáng này á là có làm trứng chiên á, rồi có được mấy cái trứng. Không, em bỏ trứng. Em bỏ vậy thì không được rồi đó em ơi. Hả? Tại vì cái này trứng á, một phải làm phải cần rất là nhiều vỏ hơn, em phải bỏ nó dày hơn nữa, nhưng em dầm phải dầm nó nhuyễn hơn, nhỏ hơn chút. Tại vì anh đặt cho em có biệt danh tiết kiệm mà. Em đâu có đi mua cái gì đâu, em chỉ có làm đồ ăn ở trong nhà rồi nè. Có được một chút xíu rồi hả, rồi mình bỏ ra vậy thôi cả nhà ơi. Không, cái này nếu mà các bạn muốn trừ mấy con bà chằn đồ các bạn, thì mình có thể vô mấy cái tiệm á, mình mua mấy cái cũng như là mấy cái rong, không phải rong biển mà cái vỏ mấy cái con diatomic, mấy con tí mà nó vỏ nó bén lắm. Đấy, mình rải vòng trong mấy con đó nó bò ngang qua đó các bạn, thì nó sẽ rách cái da của nó, thì nó sẽ bị chết. Ở trong đó thì mình mua cái đó được, nó cũng rẻ lắm. Nếu mà anh biết vậy thì muốn mình mua đi. Trời ơi, vợ chồng đậu tiết kiệm ấy, mình xài tiền đâu có mình đâu có muốn xài tiền các bạn. Trời ơi. Hả? Trời ơi, thôi vừa phải thôi anh ơi. Sáng sớm có vợ đậu ra bắt rồi còn đâu cần chi xài tiền. Thôi anh rồi các bạn. Anh có biết không? Có người ra bắt sẵn này còn đỡ hơn mấy cái trị thuốc này nọ. Anh có biết mỗi ngày là 6 giờ sáng ra một lần, rồi 6 giờ chiều ra một lần, rồi 10 giờ đêm nữa cả nhà. Trời ơi, 10 giờ đêm phải rọi đèn pin chứ. Cái đó là an toàn nhất rồi, đâu có gì bằng nữa đâu em. Phải rọi vòng để mà coi có mấy con tiêu hoặc là mấy con bà chằn không cả nhà. Đó. Cái nhà kính của mình thì hôm nay cũng còn rất là nhiều cây giống nha các bạn. Ngày nào mình cũng đi gom hết, coi nè. Chưa, hai vợ chồng hôm nay bận, mình dọn dẹp ở ngoài sân, mình chuẩn bị để trồng, chưa có, mình cũng trồng từ từ rồi. Dạ, tại vì thường á, cả nhà mình thường á thì mình mua cây giống, nhưng mà lúc mà họ đem ra thì mình nghĩ là lúc đó nó còn nhỏ nhỏ, cái cây nó cũng chưa có khỏe lắm. Đúng rồi, nhà. Thì hai vợ chồng mình thường là... Tụi mình là muốn để trong nhà kính, để mà giữ ấm cho cái cây nó khỏe thêm một chút xíu rồi tụi mình mới cho ra ngoài sân. Thì mình như mua về mình ương lại thêm á các bạn, mình để trong đây khoảng chừng một tuần, mình ương cho nó mạnh lên rồi mình mới bắt đầu trồng xuống. Cải thìa nè các bạn, này là trồng 2 ngày rồi. Bây giờ nó đứng lên hết rồi nè. Bây giờ thấy nó cũng bén bén lên ha. À, nó bén lên. Hôm nay ngày nào vợ đậu cũng ra bắt mấy con này con nọ các bạn. Nhưng mà nó cũng bị ăn đó anh à. Đúng đó. Rồi. Nhưng mà tại vì mình canh thì canh thôi cả nhà, nhưng mà cũng không có sợi nữa. Này tự dạng là phải dùng từ là bó tay á. Nè các bạn coi, bây giờ á thì không thấy không có con nào ở đâu á. Yeah. Mấy cái con đó ngày nào vợ đậu cũng ra hết đâu á. Ngày nào ra thì nó thấy mặt vợ đậu là nó chạy hết rồi. Mà mình vợ đậu đi vô một cái là nó chạy ra nó ăn. Cái mặt vậy đó, đâu có con nào mà dám vô. Ra gặp vợ đậu là gấp, lấy cái đũa gấp hết. Anh đậu còn bị gấp nữa, không chi gì mấy con tiêu. Đây nè. Đây là cải salad nha các bạn. Salad thì hôm nay nó cũng phát triển đẹp rồi ha. Thấy nó mướt lên luôn rồi. Salad búp với lại salad tím anh. Đẹp quá trời đẹp luôn kìa. Quá đẹp à. Đây à. Có vợ đậu săn sóc từng ngày, từ ly từ tí nè. Mà anh thích nhất là cái cải này nè em. Cái cải màu tím lên nè. Lên đẹp dễ sợ luôn á. Quá đẹp. À, cái này nó ngon mướt luôn á. À. Hả? À, nó phát triển ngon. Từng sau mình ăn được rồi các bạn. Cái này còn không thì mốt mình mua một ít mình trồng thêm ở ngoài anh. Đúng rồi. Cho cái vườn nhìn nó đẹp đẹp chút xíu. Anh thích cái màu. Tại vì cái màu nó rất là đẹp luôn á. Mà ăn cũng rất là ngon luôn cả nhà. Cái salad tím á, nó mềm. Còn bên đây nè các bạn, bên đây là mấy cái hành họ mình trồng lộn. Đáng lý là cái này mình trồng ở ngoài sân. Cái này là hành liếc nha các bạn. Dạ. Thường mình nấu súp á cả nhà. Mình nấu súp cái mình cho một ít hành liếc này vô đó, mình nấu súp, cái súp nó rất là thơm và ngon nữa cả nhà, nó ngọt nước nữa.
đáng lý mình trồng hành lá cả nhà, mà cái này thành hành lít, phải giờ mai mốt chắc tụi mình phải cho ra ngoài sân rồi mình trồng lại hành lá. Mai trồng bứng lên rồi đem ra ngoài sân thì cũng mạnh này. Trời anh coi cái xanh nữa kìa. Đó. Đó. Đây là thành quả của vợ đậu nha các bạn. Cái này hồi em phải thu hoạch vô một ít, tại vì nó lên dày quá, mình muốn thu hoạch nhẹ cả nhà để cho nó mỏng mỏng lại rồi cái lá nó cho mấy cái cải kia nó phát triển lên nữa. Chứ để nếu mà dày là mấy cái cây nó cứ ốm ốm hoài á. Đúng rồi. Thì cái này là mình ăn, mình rải đặt như vậy là để mình ăn non nha các bạn. Dạ. Mình ăn non xong rồi mình chiết ra nữa cho nó. Cái này nhưng mà thu hoạch cải non ăn rất là ngon luôn nha. Đúng rồi, cải non quá không thể chê. Trời ơi anh coi kìa. Cái cải thảo kìa anh. Hôm nay nó giọt lên luôn kìa anh, qua cái tô rồi kìa. Đây là mấy đứa con cưng của vợ đậu nha các bạn. Cưng hơn hơn cưng hơn anh đậu luôn á. Cưng anh đậu luôn rồi. Dạ. Thiệt á. Wow, nay nó lên là khỏi cái mặt tô luôn ha. Mỗi ngày ra là em thấy nó lên lớn thêm. Có một khúc ạ. À. Dạ. Ngày lên cũng ít nhất một in đó các bạn. Coi nè. Cái này là phân nấm thôi nha các bạn, không có tưới, mình không có tưới gì hết ráo á. Mình không có bón gì khác hết, chỉ là phân nấm với nước thôi. Với công sức của vợ đậu. Nhưng mà trồng vậy mà nó cũng phát triển dữ anh ha. Ừ. Cái này là do tụi mình trồng tự nhiên nha cả nhà, tụi mình chỉ có tưới nước thôi. Chứ ngoài ra là không có bón thêm phân gì hết vô luôn. Không tưới nước với công chăm lo các bạn. Dạ. Mình trồng cái gì mình cũng phải cưng từ ly từ tí, mình chăm lo nó mới phát triển được. Cái cải này hôm nay bỏ ở trong nhà kính một tuần nữa cả nhà. Mà coi hôm nay nó phát lên quá trời luôn. Thôi cái này mình cho ra ngoài sân nhanh nha. Ờ, cái này mình để lâu quá cũng không được. Dạ. Mình phải trồng xuống các bạn. Cái này là cải đắng cả nhà. Cái màu rất là đẹp luôn. Bắp cải radicchio nha các bạn. Một cái mấy cải này thì bên Ý thì người ta thường hay ăn, mấy cái ẩm thực Ý á, thì người ta thường hay trồng người ta ăn. Cái này thì anh đậu rất là thích ăn, mà anh nghĩ chắc là nhiều cái mà nó càng đắng là vậy là nhiều, nó càng tốt cho sức khỏe anh ha. Đúng rồi, có cái loại kia nữa, cái loại andai rồi á. Với lại mấy cái đó người ta làm thuốc rồi. Cái hả? Cây đó, cái rễ người ta làm thuốc. Thì anh cũng có mua cái đó nữa. Thì bữa mốt mình làm ra cái bắp cải kia. Mà nhìn cái lá nhìn nó tốt mà nè. Đúng rồi. Mốt nó ra cái bắp màu đỏ các bạn, cũng như bắp cải vậy mà cái này nó đắng. À, tại vì hiện tại bây giờ nè, cả nhà mà nhìn nó muốn tím này nè. Cái này em nghĩ hiện giờ trồng lên nếu mà nó thành bắp là nó sẽ ra được cái màu đỏ đậm hơn. Cái màu đỏ đậm nhìn nó rất là đẹp luôn nè cả nhà. Ok, thì okay. Hai vợ chồng mình ra trồng cái này rồi xong mình thu hoạch mấy cải ha. Rồi đem vô vô nấu ăn. Nấu lẩu vịt nấu chao. Vịt nấu chao, ok. Yeah. Hai vợ chồng lúc nào cũng chọn tới chiều tối mới làm việc trồng cây. Không mà trồng vậy thì cây cối của mình nó đỡ hơn. Mấy cái kia mình mới trồng đây mà giờ nó cũng phát lên hết rồi. Mấy cái loại cải này mình không sợ mấy con ấy ăn ha. Thấy không? Nó đâu có cái này hay là do nó đắng anh? Anh cũng không biết, mà thấy mấy loại cải thường trồng nó ít có bị ăn lắm. Cái này nó có vị đắng á, anh nghĩ vậy. Còn mấy cái loại kia thì nó không có cái vị gì hết. Anh nghĩ chắc nó không thích thôi. Nó không có loại cải nhiều, chắc cái loại cải kia nữa. Ủa, thấy có con cây nó gấp đôi đó em. Một à. Hồi nãy mình cũng thấy cây gấp đôi. Hồ đây nè. Từ từ. Ở đây thường một dĩ có 6 cây cả nhà, mà cái này nó dính được 2 cây nè. Mấy cái cải bắp này vậy chứ mắc anh ha. Em thấy toàn là gì, một dĩ toàn là chỉ có 6 7 cây thôi ha. Ừ. Mà trồng cái loại cải này anh thấy đẹp chứ. Hả? Loại cải này anh thấy đẹp. Ra bây giờ, cái màu á, cái màu nó nhìn đẹp. Bây giờ tối rồi các bạn không thấy màu thôi chứ. Nó cũng màu đỏ đỏ, đỏ đỏ xanh xanh. Mà mốt nó lên cái bắp đẹp lắm nha các bạn. Cái màu nó đỏ lò mà. Nhìn cái hình nè. Cái loại cải này thì mình trồng khoảng chừng khoảng cách là khoảng chừng 15 tới 30 cm thôi nha các bạn. Ngang dọc á. Rồi ánh nắng thì mình không cần nhiều.
cần một dừa dừa thôi. Tưới nước thì cũng một ngày một lần được, một lần tùy theo ngày, nếu mà nó nóng thì hay là nó khô thì mình tưới ngày một lần, ngày hai lần. Ngày không ta? Anh nghĩ cũng được á em. Đỡ mấy lần trước nhiều. May là bữa nay mặc cái áo xanh, trong tối mà nó cũng nổi lên đó em. Vậy là nhờ em thấy không? Nhờ em mà nhìn chỗ nào nó cũng sáng, nó cũng nổi hả? Mốt chắc nếu mình biết trồng tối như vậy mình em đã mua mấy cái áo mà nó sáng sáng, gắn đèn rồi vô luôn. Ok, xong rồi kìa. Hôm nay là hai vợ chồng mình định làm món lẩu vịt nấu chao cả nhà. Tại vì bây giờ là mình thấy cải xanh với lại cải xà lách son cả nhà. Bây giờ nó xanh, nó non chèo luôn à. Bây giờ hái cái đó vô mà nhúng lẩu ăn rồi nó ghiền gì luôn á anh ơi. Này giờ đậu nhổ hết luôn các bạn, nhổ là xong cái làm nhổ từ cái thì cái lâu quá, nhổ từ cái thì lâu lắm cả nhà ơi, tại vì nhiều lắm, tại tụi mình cũng muốn ăn cải non á cả nhà. Làm vậy cái em cắt luôn ha, nhìn nó đã không cái này ha. Đó, dễ không? Từ mình thu hoạch vậy mình thấy nó sạch hơn. Cái này ngồi mình vô mình rửa sơ cái là được rồi. Cắt gốc luôn. Dạ, cắt gốc luôn. Wow, nhìn non chèo anh ha. Ngon dễ sợ luôn á. Nổ. Mỗi lần làm cái làm nguyên một cúm vậy nè nha. Ui trời ơi, đã không? Wow. Làm gì nó tiện em ha. Làm gì nó tiện. Cái mấy cái này nè cả nhà, rồi có gì mình đem ra ngoài rồi mình làm phân được luôn cả nhà. Cái này mình bỏ vô cái đống rác phân của mình đó các bạn. Mình rồi xong bắt đầu mình trồng cây, rồi trồng cây tốt lắm luôn á nha. Bây giờ trồng đậu, trồng rau cải, ăn rau cải không có phí gốc luôn. Cái gì mình gì mình đó. Dùng hết. Non chèo luôn à. Mình nhổ giờ mình ăn mốt rồi xong cái mình chiết ra các bạn. Bây giờ mình ăn cải non thôi. Bây giờ mình ăn cải non nhiều lắm luôn á. Mình ăn từ đợt vậy á. Xong cái mốt mình chiết ra cho cái cây cải nó bự lên. Hiện giờ tại tụi mình muốn thu hoạch cải non trước. Thì cải non này thì ăn nó không có đồng. Nó mềm mà nó ngọt anh ha. Còn nếu mà mấy hôm trước tụi mình có hái vô rồi tụi mình nấu canh. Có nấu canh đó cả nhà đó, có thu hoạch một ít vô để nấu canh rồi, ngon lắm luôn á. Nó mềm mà nó ngọt dễ sợ. Còn các bạn nào thích ăn nồng thì mình để nó lớn lên, mình trồng mình chiết ra cho nó lớn lên là nó bự ra các bạn. Mình ăn vậy thì nó dai hơn thôi. Cái này làm ngồi làm dĩa rau mà mình nhúng lẩu ăn còn gì bằng nữa anh. Bữa nay là hai vợ chồng ăn thôi đó, em làm đủ hai vợ chồng ăn thôi đó. Cải gì nữa em ha? Cải này cải gì đây? Nhìn nó lạ ha. Cái này lá cải này là lá cải trắng đây em. Sao có lộn vô cải xanh? Thì hộp rồi đó anh lấy hộp đó. Rồi hồi đó có nguyên cái vườn cũng có cải trắng nữa. Đẹp quá. Coi cải xà lách son này cả nhà. Quá trời nè. Hôm nay nó giọt lên dễ sợ luôn nè. Xanh mương mướt luôn á. Giờ hơi tối mình quay nó cũng không rõ ha các bạn ha. Nhưng mà tại vì hiện giờ chiều mình dọn dẹp ở ngoài vườn mới xong á cả nhà. Bây giờ hai vợ chồng đói bụng dữ rồi. Mà bây giờ chiều mát mà làm lẩu ăn nó đã gì đâu á anh à. Wow. Non chèo ha, đẹp ha. Non chèo luôn á.
cái kẻ salad son nè cả nhà. Mình cắt sát sát như vậy cả nhà, xong rồi bắt đầu hả, rồi mai mốt là tưới nước lên, mình nó chịu nhiều nước lắm. Vừa thu hoạch xong là mình tưới nước lên là hả, mai mốt có gì mình ra mình thu hoạch nữa rồi cả nhà ơi. Lâu lâu mình chiết ra nữa, mình sắn xuống mình bỏ dạ. Bóp bớt. Tại vì nhiều khi nó lên vậy thì nó lên dày lắm, mình phải chiết ra bớt. Còn nếu mà mình không chiết ra thì cái salad son á nó lên nó nhỏ nhỏ, nó ốm ốm. Các bạn thấy không, cái salad son của mình lá rồi nó cũng bự, cành rồi nó cũng bự nữa. Coi cái nhánh kìa. Nhánh nó bự nha các bạn. À, nó non chèo luôn á. Các bạn trồng mà cái gốc nó để lâu quá đó, à, nó lên chặt quá thì cái nhánh nó nhỏ, nhuyễn nhuyễn. Vậy nên mình lâu lâu mình phải chiết ra. Với lại cái này á, nó trồng á, nó thích hợp với ngay chỗ nào mà nó ẩm mướt á cả nhà. Mình phải giữ ấm cho nó rồi nó lên nó mới tốt nè. Nhưng mà các bạn bên Việt Nam ha, ở đó mình bên Việt Nam hồi đó giờ có trồng rau muống qua lần nào á thì mình trồng cái rau này cũng giống tự như rau muống vậy đó. Nó cũng không ẩm. Nó chịu nước. Chịu nước á. Đủ chưa em? Anh nghĩ chắc đủ rồi đó. Wow. Cái này đủ một dĩa rau cho hai vợ chồng nè cả nhà. Xong rồi bây giờ chuẩn bị vô nấu nồi lẩu. Wow, nhìn mê không? À, và bây giờ hai vợ chồng vô chuẩn bị làm đồ ăn thôi cả nhà ơi. Tối rồi. Wow, cái này giờ làm lẩu ăn đã anh ha. Anh đói bụng dữ rồi. Hai vợ chồng làm từ chiều tới giờ. Giờ mới được thu hoạch vô để mà làm đồ ăn. Cái này là công sức hai vợ chồng trồng. Rồi giờ vô mình làm đồ ăn. Ăn luôn rồi, thoải mái rồi. Thôi cũng rất cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi kênh của vợ chồng mình nha. Nếu cả nhà thích thì hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ cho vợ chồng mình nữa. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye. Xin chào các bạn.